Nguồn cơn vụ một cô gái bị tài xế taxi đánh ngay cổng nhà lúc rạng sáng. Đoạn clip được camera an ninh trước cổng một nhà trọ ở Thái Nguyên ghi lại đang khiến mạng xã hội xôn xao. Theo đó, vị khách nữ gọi taxi đi một quãng đường về phòng trọ. Đến nơi, tài xế giúp nữ hành khách mang đồ xuống. Tuy nhiên sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn về vấn đề giá cả. Nam tài xế nói, anh nói với em là đi giá như thế nhé. Sau đó chửi bới và bóp vào mặt cô gái. Bị tương tác, cô gái gọi lớn và khóc thét giữa đêm thanh vắng. Anh ơi, anh Trung ơi, cứu em. Và kéo áo tài xế taxi lại. Cả hai giằng co nhau trong lúc cô gái vẫn liên tục gọi bạn. Khi tài xế lên xe định rời, thì cô gái vẫn cố gắng kéo lại nên bị tài xế đẩy ngã văng xuống đất. Chiếc taxi đi khỏi, một số người trong nhà trọ đi ra, hỏi chuyện và mở cửa cho cô gái vào trong. Sự việc xảy ra lúc gần 4 giờ sáng cách đây vài ngày. Theo thông tin từ các bài đăng trên mạng xã hội, thì cô gái này đi taxi từ thành phố Sông Công về phòng trọ ở khu công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ban đầu tài xế xạo trá ra giá là 60.000, tuy nhiên khi đến nơi trả khách, gã tài xế này đòi phí lên tới 200.000 đồng cho quãng đường này. Tuy nhiên, nữ hành khách chỉ trả 160.000 đồng nên dẫn đến việc mâu thuẫn. Nam tài xế động tay động chân với cô gái. Dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao, song hành động của tài xế taxi khiến nhiều người bức xúc. Đa số cho rằng mọi việc nên bình tĩnh xử lý, không nên đánh người, nhất là đánh phụ nữ. Hiện đoạn clip vẫn đang được lan truyền khắp mạng xã hội. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Thank you.